con này nó rất là thông minh dùng rất là hiệu quả đấy. với cái bộ này được cái là nó rẻ và chất lượng sử dụng thì nó lại rất là cao Đó. xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh điện mặt trời shop solar hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một cái bộ combo năng lượng mặt trời phải nói là rất ngon bổ và rẻ đấy thì với một cái bộ này thì anh em sẽ dùng được rất nhiều các thiết bị ví dụ như quạt TV thắp sáng nấu cơm Đấy, thậm chí các bác à, lúc mất điện các bác có thể chạy à, tủ lạnh ok với cái bộ này thì à, chi phí đầu tư của nó à, là khoảng hơn 6 triệu thì trong video em sẽ báo giá rất là chi tiết cho anh em <laughs> à, đây là một cái bộ năng lượng mặt trời sử dụng cho Uh, hệ 12V Đấy Hệ 12V Thì nó bao gồm Cái biến tần uh, Năng lượng mặt trời Có công suất là 1200W Đây các bác có thể Xem về cái công suất của nó Xem về thông số của nó Thương hiệu thì Techfire Cái dòng thương hiệu rất là nổi tiếng Của uh, Các dòng biến tần Của năng lượng mặt trời Đây anh em nhìn nhé Đấy, cái mô đen của nó là uh, VS1512AM. Thì cái, ở đây các bác có thể thấy này, nó ghi công suất là 1500VA. Còn công suất thực của nó là 1200W. Đấy, 1200W. Con này nó chạy hệ lưu trữ 12V. Và đặc biệt là nó cho ra cái sóng xin chuẩn tinh khiết. Các bác sử dụng nó sạch như điện lưới. Ấy. Đấy. Tần số 50 trên 60Hz. Con này nó hỗ trợ pin mặt trời à, lên tới 800w thậm chí các bác sử dụng 2 tấm 450 thì các bác à, mắc song song thì quá cái công suất của tấm pin mặt trời cho phép nhưng nó vẫn chơi ok đấy. và đặc biệt là con này nó sử dụng sạc BT à, mà cái công suất của nó là 60A giải điện áp vào thì rất là thấp đấy, từ 15 đến 50 Vdc Đấy. thì uh, đây cái uh, công suất của cái uh, lưu trữ này thì nó có thể phù hợp với cả cái tấm pin mặt trời các bác nhìn trước mặt em đây các bác có thể chọn cho mình uh, một cái tấm pin uh, có cái công suất nó cao thì em sẽ uh, xem lại giá nhưng mà trong cái combo này nó là cái tấm pin mặt trời uh, Himo X6 uh, Himo X6 À, có công suất là 440W. Sử dụng các bác dùng cho em một tấm pin mặt trời này. Đấy, một tấm nhá, combo bao gồm một tấm pin mặt trời. Đấy. Và à, biến tần này. À, đồng thời sử dụng cho em là bốn bình ắc quy à, cho xe máy điện. Đây là một trong những cái dòng ắc quy cực kỳ nổi tiếng mà anh em đã À, rất là quen thuộc với cái thương hiệu là Chiwi Đấy à, Cái dòng thương hiệu Chiwi này Thì nó sử dụng cái công nghệ Graphene Đấy nhé Nó ký hiệu này Công nghệ Graphene Nó đã đưa công nghệ Graphene à, Vào trong cái ngành à, công nghiệp xe điện Đấy Mục đích là nó à, Tăng cái tuổi thọ Của cái bình lưu trữ này hoàn toàn là vượt trội so với cả những cái dòng ắc quy thông thường. Đấy, ví dụ như bác nào đang có xe máy <laughs> sử dụng bốn bánh, bốn bánh, à xin lỗi bốn bình, đấy, sử, lỗi, xin lỗi các bác nhé, sử dụng bốn bình, thì các bác sử dụng cho em là bốn cái bình này, các bác mắc nối tiếp sẽ ra được 48 v dung lượng là 26 mươi sáu đấy các bác có thể dùng cho xe điện. Nhưng trong video này thì em uh, gi giá combo thì là các bác uh, bao gồm là bốn cái bình xe máy điện như thế này, bốn cái bình xe điện. Thì các bác về các bác sẽ uh, mắc cho em là song song nhá. Đấy. Bốn cái bình này. Đấy, các bác đấu hết các cực dương với nhau. Đấu hết các cực âm với nhau. Đấy, sau đó các bác sẽ đấu âm dương của cái hệ lưu trữ 12V này vào trong chiếc biến tần mà các bác đang à, quan sát đây đấu nối cái này rất dễ ai cũng có thể đấu nối được các bác nhìn này nó có ký hiệu cái bình đã quy đấy thì cái dấu cộng này là cực dương dấu trừ là cực âm khi các bác mắc nối tiếp bốn cái à, cực này vào thì nó cả bốn cái, cái cực này đều là cực dương bốn cái cực này đều là cực âm đấy thế đây các bác đấu đúng âm dương vào cái bình ắc quy đấy là xong phần ắc quy lưu trữ nha với cái tấm pin mặt trời thì các bác nhìn nó có ký hiệu cái tấm pin mặt trời nó có uh, ký hiệu dấu cộng là cực dương dấu trừ là cực âm thì trên cái tấm pin mặt trời thì nó có hai cái rắc một rắc dương và một rắc âm đấy. Nếu bác nào mà cần chi tiết về cái tấm pin thì em sẽ À, các bác liên hệ với em Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết về cái uh, mặt pin, thông số kỹ thuật. Đấy. Con này nó rất hay ở chỗ là nó có cả phần là nuôi lưới, đấy, AC input để nuôi lưới. Các bác sử dụng điện lưới các bác đấu vào đây. Đấy, điện lưới này ký hiệu cái uh, có điện. Còn đầu đầu ra để các bác sử dụng các thiết bị ký hiệu là AC output. Đấy. AC output đây các bác dùng hai cổng này để các bác lấy điện ra để dùng à, một cái đặc điểm lưu ý với cả anh em đó chính là hai cái cổng đầu ra của biến tần này các bác không được để điện lưới xông vào là các bác chạy rất là ok cho cái hệ 12V và cái biến tần này thì nó đạt cái chứng chỉ uh, CE à, uh, ISO 9001 1400 đấy đây là những cái tiêu chuẩn quốc tế đạt uh, tiêu chuẩn về cái một cái sản phẩm uh, đồ điện tử chất lượng cao Đấy. thì uh, các bác biết rồi bốn uh, cái bình ắc quy uh, xe máy điện này là bên em đang bán là 2 triệu hai bao phí vận chuyển Đấy. một cái biến tần này uh, có giá là 3 triệu đồng Đấy. các bác có thể cộng được rồi nhé à em à, nói đến đâu các bác có thể cộng được rồi em nói lại này bốn bình ắc quy xe điện đấy à, có giá là hai triệu hai bốn bình báo ship biến tần à, giá 3 triệu báo ship ngoài cái dòng à, ngoài cái dòng à, à, dành cho xe máy điện thì bên em còn có một loại đó chính là sử dụng cho xe đạp điện. Dung lượng 16 giờ Cũng của Chi Quy nhé. 4 cái bình này. Bên em đang bán là 1 triệu 7 bao phí vận chuyển. Đấy. 1 triệu 7 bao phí vận chuyển. Còn bác nào thích chơi pin lithium. Thì các bác. Uh, lithium dành cho xe máy điện. Xe đạp điện. Thì các bác liên hệ uh, với em. Đấy. Các bác thích chơi bình được. Mà thích chơi lithium được. Đấy. Tiếp theo là cái tấm pin mặt trời Đây tấm pin mặt trời nhé Đấy Với cái tấm pin mặt trời uh, Himo X6 này Himo X6 này Có công suất là 440W Thì uh, giá của nó là 1 triệu 550 nghìn Tại thời điểm hiện tại Đấy Bao ship Đấy, Như vậy là các bác đã có thể tính được rồi Đấy 3 món bao gồm một tấm pin mặt trời khi mỗi 6 một cái uh, biến tần là 3 trong một thương hiệu Techfi chạy lưu trữ độc lập 12v công suất thực 1.200w4ể nhà quy này các bác uh, cộng vào thì nó đang rơi vào khoảng hơn 6 triệu gì đấy em tính nhẩm sơ qua như vậy đấy uh, một cái uh, điểm nhấn trong cái cái, cái combo này, đó chính là cái giá trị sử dụng mà các bác mang lại được, sử dụng các thiết bị điện rất là tiện ích và nó uh, miễn phí được rất nhiều thứ. Đấy. Các bác có thể kể sơ qua này, quạt, tivi, thắp sáng, nấu cơm. Đấy. Uh, nếu bác nào có máy giặt, thì bác, các bác giặt ok. Đấy, các bác uh, lúc mất điện mà mà phải giặt tay ấy. Thì nó rất là bất tiện đúng không? Các bác giặt chế độ nhanh Các bác bật cho em 15 phút Chơi với con này Kéo ok luôn Dùng được nhiều thiết bị lắm Đấy Ngoài ra thì Các bác uh, uh, Có thể uh, uh, Dùng máy khoan Máy cắt Cầm tay Chơi con này ok Đấy Con này nó rất là khỏe Nó Nặng hơn 10 cân Đấy, nhiều người lấy hàng xong thì bảo không ngờ nó nặng thế đúng thế thật không ngờ nặng thế bởi vì con này sử dụng biến áp xuyến biến áp xuyến thì nó nồi đồng cối đá Đấy, nó nồi đồng cối đá với những cái dòng nồi đồng cối đá này bên em bán cách đây 2 năm rồi khách không phải yếu gì Đấy, thế mới sướng bởi vì là nó bền lắm cái dòng biến tần Uh, củ chuối này uh, sử dụng biến áp xuyến này rất là hay và cái điện áp thấp thì các bác uh, lưu ý khi sử dụng hai tấm pin mặt trời uh, các bác có một tấm thì không nói rồi các bác có hai tấm là các bác sẽ phải đấu song song Đấy. các bác sẽ phải đấu song song Đấy. Uh, nếu như các bác mắc nối tiếp là nó báo lỗi luôn hôm nay cũng có một trường hợp báo với em như vậy là em đang có hai tấm pin mặt trời, một tấm 475 với cả một tấm 500 bao nhiêu đấy. Ở đây em nhớ không nhầm, các bác lại mắc nối tiếp, nó báo lỗi ngay. Con này nó rất là thông minh. Dùng rất là hiệu quả. Đấy. Với cái bộ này được cái là nó rẻ và chất lượng sử dụng thì nó lại rất là cao. Nó hay ở chỗ đấy. Đấy thì các bác mà À, mua cái combo này các bác à, liên hệ với em zalo đã để trên màn hình nhé. Không chỉ hệ này các bác cũng có thể mua cái hệ lớn hơn. Em sẽ tư vấn cho các bác sử dụng điện gia đình thì nó à, rất là hiệu quả. À, với những cái bộ này nhỏ nhỏ như thế này các bác dùng đúng mất điện thì nó cũng rất là tiện. Đấy, nhà có người già trẻ em quạt các bác chạy thoải mái, Đấy, hay lắm. À, các bác mua hàng thì liên hệ với em nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau